Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mãi xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Lâu rồi không thấy Trường Sơn nhắc đến cô Lành. Thì xa nhau lâu rồi, dần dà nó cũng nguôi ngoai. Với lại giờ tôi thấy trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng lắm. Chắc là bên đấy cô cũng vui với lại cuộc sống mới rồi. Ai chả thế, xa mặt thì mát lòng. Khi nào mà cô Lành về thì Trường Sơn lại nối lại tình xưa. Tôi biết thế. À này, trợ lý tôi giao cho mấy cái việc đi thu quỹ của bà con thu hết chưa? Em thu hết rồi, chỉ còn mỗi nhà ông Tích, ông đấy chưa chịu đóng. Sao thế? Ông ấy bảo là cái khoản quỹ này nó không rõ ràng, ông ấy không đóng. Khoản quỹ không rõ ràng, ông không đóng à? Ông Tích này nó mẹ vớ vẩn nhỉ. Thôi bây giờ tôi với cả trợ lý vào nhà ông Tích nhá, xem ông ấy như thế nào. Đi. À đây, ông Tích đây rồi. Vâng, chào hai ông. Ông không mời chúng tôi vào nhà được. Ông Tích hôm nay có vẻ khó tính thế. Vâng, thì mời hai ông vào nhà. Hả? Đến đây, mời hai ông ngồi đất cho nó mát đi. Ông Tích này, tôi hỏi ông nhé, tại sao trợ lý của tôi đến thu tiền các loại quỹ mà sao ông không đóng góp? À, tôi là thấy mấy cái quỹ của các ông ấy đưa ra rất chi là vớ vẩn, nên là tôi không đóng, thế thôi. Dạo này ông Tích khó chịu, cứ như là bị trĩ. Ông vớ vẩn là cái quỹ thứ nhất nhá, là quỹ hội người cao tuổi. Ông bảo vớ vẩn thế nào? Cái quỹ hội người cao tuổi thì không vớ vẩn, nhưng mà năm nay tôi mới có 40 tuổi, tôi không đóng. Thì tôi bảo ông nhé, ông cứ đóng trước đi. 20 năm nữa là ông đến tuổi vào hội người cao tuổi đúng không? Thì lúc đấy cái quỹ hội người cao tuổi nó lớn mạnh rồi. Lúc đấy chả cứ liên hoan chả ngập mồm ngập miệng. Phải không trợ lý? Đấy. Thứ hai nhé, ông Tích nhé, cả cái quỹ ô nhiễm không khí, tại sao ông cũng không chịu đóng? À, phải không trợ lý? Các ông cứ vớ va vớ vẩn. Tôi chưa thấy cái quỹ nào gọi là quỹ ô nhiễm không khí cả. Ông Tích ơi, ông cứ bình tĩnh để nghe Trưởng thôn phân tích. Tôi phân tích cho ông Tích như này nhé. Ông Tích của khác. Hả? Ông đi xe máy đúng không? Ông xả khói ra thì bên công ty xăng dầu họ đã thu cái thuế gọi là thuế bảo vệ môi trường rồi, đúng không? Đây như hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây ông thở. Ông thở ra khí carbonic này. Ông hít khí oxy, thế có phải là ô nhiễm không khí không? Đúng không trợ lý? Thứ ba nữa nha, là cái quỹ gọi là tri ân cán bộ. Ông Tích rất đẹp trai mà lại khó tính. Đấy, ông giờ hơi khó tính ở đây ông Tích ạ. Tri ân cán bộ, các ông đi làm có lương, có phụ cấp, thế sao các ông còn bắt người dân đóng tiền để tri ân các ông? Tôi nói với ông Tích như này nhé, rồi hỏi lương với phụ cấp của chúng tôi được bao nhiêu, không? À, hàng ngày nhé, chúng tôi phải phát thanh trên loa truyền thanh thì đọc rãi cả họng. À, đêm đến chúng tôi phải tuần tra, giám sát, canh giấc ngủ cho các ông ngủ ngon. Còn thế nào nữa? Ông thức chỉ để mò mẫm vào cái nhà cái quá, chứ tuần tra cái nỗi gì? Thế nên nói tóm lại là ông không đóng gì? Tôi không đóng. Ông Tích nhá, ông đừng có vớ vẩn nhá. Tôi ấy, tôi sẽ thu hồi cái bằng hộ nghèo này.
Tôi thu hồi cái bằng gia đình văn hóa đối với nhà ông nhé. Ông có đừng đùa với cả đương kim trưởng thôn nhé. Ông cứ liều liệu đấy nhá, ông nhá. Trưởng thôn bình tĩnh, tôi cho mày từ 7 câu khác. Đi về trưởng thôn. Ông cứ liều liệu đấy.